Xin chào anh em đã trở lại với channel của GVN. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em cách để chọn được loại keo tản nhiệt phù hợp với mình. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lý do tại sao chúng ta lại phải sử dụng keo tản nhiệt trong dàn máy tính của chúng ta nha. Bắt đầu. Bằng. Như anh em cũng đều đã biết, bề mặt của CPU và bề mặt tiếp xúc của bộ phận tản nhiệt với CPU đều được làm bằng kim loại. Thoạt nhìn chúng ta có thể thấy nó khá là nhẵn và mịn, nhưng mà thực tế ra hai bề mặt này cũng đều tồn tại những cái lỗ và những cái rãnh mang kích thước siêu vi. Và khi chúng tiếp xúc với nhau thì sẽ có một cái khoảng không nằm ở giữa. Những khoảng không này sẽ chứa không khí và không khí sẽ làm giảm hiệu năng tản nhiệt của bộ tản nhiệt của chúng ta. Vậy nên chúng ta sẽ phải cần sử dụng đến một thứ, đó chính là keo tản nhiệt. Khi chọn mua keo tản nhiệt, chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến một vài thông số của keo tản nhiệt. Thường thì chúng sẽ được in trên bao bì của các loại keo tản nhiệt mà anh em bỏ tiền ra mua. Thông số đầu tiên anh em cần quan tâm đó là hệ số dẫn nhiệt. Hệ số dẫn nhiệt sẽ thể hiện cho khả năng dẫn nhiệt của loại keo dẫn nhiệt mà anh em bỏ tiền ra mua. Tức là hệ số này càng cao thì loại keo tản nhiệt đó sẽ càng mắc và sẽ có cái khả năng dẫn nhiệt càng tốt. Hệ số thứ hai anh em cần quan tâm đó chính là hệ số dẫn điện. Hệ số dẫn điện là loại hệ số thể hiện cho khả năng dẫn điện của loại keo tản nhiệt đó, và nó cũng thể hiện cho cái độ nguy hiểm của loại keo tản nhiệt đó luôn. Tại vì trong quá trình sử dụng, nếu anh em không cẩn thận lỡ dây ra PCB hay bo mạch, hoặc là trúng vào những cái con MOSFET ở trên mainboard, nó sẽ gây chập cháy và rất nguy hiểm cho các linh kiện khác. Và cái thông số cuối cùng chúng ta cần quan tâm đó chính là vật chất dẫn nhiệt chính nằm bên trong loại keo tản nhiệt, tức là thành phần cấu tạo chính của loại keo tản nhiệt đó. Thì những cái chất đó mình sẽ liệt kê ra đây. Tất cả các loại keo tản nhiệt đều có màu xám, nhưng thành phần chính bên trong nó lại có vẻ như khác nhau. Loại keo đầu tiên chúng ta có thể nhắc đến là loại keo tản nhiệt chứa carbon, và đại diện ở đây chúng ta có thể nhắc đến là Arctic MX4. Loại keo tản nhiệt chứa carbon có rất là nhiều ưu điểm. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó là mức giá rất là dễ chịu. Nó đâu đó rơi vào khoảng 80.000 cho tới hơn 100.000 đồng cho một tiếp keo là anh em đã có thể mua được một con Arctic MX4. Đây là loại keo tản nhiệt quốc dân. Và nhắc thêm những cái ưu điểm của nó, nó là một cái loại keo có khả năng dẫn nhiệt rất khá, nhưng mà lại không có khả năng dẫn điện. Vậy nên là rất là an toàn, phù hợp với khá là nhiều đối tượng người sử dụng. Loại keo tản nhiệt thứ hai là loại keo tản nhiệt chứa gốm, mà người đại diện ở đây chúng ta có thể nhắc đến là Thermogrizzy Cryonaut. Loại keo tản nhiệt này, ngoài những cái ưu điểm mà chúng ta đã có trên keo tản nhiệt chứa carbon, thì nó còn có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn loại keo tản nhiệt chứa carbon rất nhiều. Vì vậy nên giá cả của những cái loại keo tản nhiệt này thường cao hơn khá khá. Với một cái tiếp keo nhỏ như thế này của mình thôi, thì có mức giá bán khoảng 150.000 cho tới 200.000 đồng. Và thậm chí có những tiếp keo to hơn thì chúng ta sẽ phải trả một cái mức giá cao hơn nữa, khoảng 400-500.000. Loại keo tản nhiệt thứ ba là loại keo tản nhiệt chứa kim loại lỏng hoặc kim loại tán nhỏ. Những loại keo tản nhiệt này thường có khả năng dẫn nhiệt rất tốt, và bên cạnh đó nó còn có khả năng dẫn điện cũng tốt không kém. Vì vậy đây là loại keo tản nhiệt khá nguy hiểm, như đầu bài mình có nhắc đến các bạn khi nhắc đến độ dẫn điện. Và thường những loại keo tản nhiệt này có mức giá bán cũng cao không kém. Với một cái tiếp keo tản nhiệt cũng bé bé xinh xinh như thế này, các bạn có thể thấy đây, chúng ta sẽ phải chi trả một cái mức giá đâu đó vào khoảng nửa triệu đồng. Và loại keo tản nhiệt cuối cùng đó là loại keo tản nhiệt chứa silicon. Đây là loại keo tản nhiệt không chứa bất kỳ một cái chất hoạt động nào khác ngoài silicon. Loại keo tản nhiệt này cũng khá là rẻ, bởi vì cái độ dẫn nhiệt của nó khá kém, và anh em cũng có thể bắt gặp nó ở ngoài thị trường, có thể dễ dàng tìm mua với mức giá rất rẻ, đâu đó vào khoảng 9-10.000 đồng một tiếp. Vậy keo tản nhiệt nào là dành cho ai? Loại keo tản nhiệt đầu tiên chứa carbon có thể là phù hợp với tất cả mọi người, bởi vì đây là loại keo có độ dẫn nhiệt rất tốt. Bên cạnh đó mức giá bán cũng rất phải chăng. Thêm nữa là nó không có khả năng dẫn điện, vậy nên là cũng khá là an toàn cho các bạn. Các bạn không cần phải là một chuyên gia, các bạn có thể sử dụng loại keo tản nhiệt này. Loại keo tản nhiệt thứ hai là loại keo tản nhiệt chứa gốm. Đây là loại keo tản nhiệt theo như mình đánh giá cũng phù hợp với rất nhiều loại đối tượng sử dụng. Và loại keo tản nhiệt này bên cạnh đó cũng có mức giá bán khá cao, vậy nên là nó cũng khá là chọn lọc. Dành cho những anh em nào mà sử dụng keo tản nhiệt này để ép xung dàn máy, ép xung nhẹ nhẹ thôi, và anh em không cần phải tận dụng cái khả năng ép xung tối đa, thì anh em nên mua những cái loại keo tản nhiệt này. Loại keo tản nhiệt thứ ba là loại keo tản nhiệt chứa kim loại, sẽ dành cho những bạn mà có cái nhu cầu ép xung máy rất là dữ dội và các bạn cần tận dụng hết sức mạnh của con máy của mình, thì các bạn nên sử dụng loại keo thứ ba. Nhưng các bạn nên chú ý, bên cạnh cái khả năng dẫn nhiệt rất tốt thì nó cũng có khả năng dẫn điện rất tốt. Vậy nên nếu mà lỡ có làm dây vào PCB hay là làm dây vào mainboard thì nó cũng khá là nguy hiểm cho các linh kiện khác, giống như mình nói ở trên. Và thêm nữa, loại keo tản nhiệt chứa kim loại thường sẽ có chứa thêm một hạt chất để giữ cho loại keo này luôn luôn ở trạng thái lỏng, và nó là những cái loại hợp chất gây ăn mòn. Vậy nên các bạn cũng nên chú ý tới vấn đề này nhé. Còn loại keo tản nhiệt cuối cùng, loại keo tản nhiệt chứa silicon thì dành cho ai? Loại silicon thì dành cho gần như tất cả mọi người, nhưng mà bởi vì cái độ dẫn nhiệt của nó không được kiểm chứng, theo như mình đã test rồi thì nó không được tốt cho lắm. Vậy nên á, nó sẽ dành cho những bạn là đang chống cháy. Khi các bạn sử dụng keo tản nhiệt của mình mà bị khô, nhưng mà các bạn không tìm được một nơi bán những cái loại keo tản nhiệt xịn, thì các bạn có thể sử dụng những loại keo tản nhiệt silicon này để chống cháy trong một khoảng thời gian ngắn.
sau đó bạn đi và tìm mua những loại keo tẩy nhiệt tốt hơn. Và để chia sẻ thêm cho các bạn cùng biết, bao lâu thì chúng ta nên thay keo tẩy nhiệt một lần? Thì đối với mình á, cứ mỗi 3 tháng khi mà mình vệ sinh cây thì mình tiện sẽ tháo tẩy nhiệt ra và thay keo một lần luôn. Và nếu như anh em không phải là một tay lão luyện như mình thì anh em có thể là tham khảo một video để tham khảo về cái cách để kiểm tra nhiệt của CPU, là đường link mà mình sẽ để phía dưới đây của bạn Tiến. Còn anh em thì sẽ thay keo tẩy nhiệt bao lâu? Hãy để lại cho mình một comment để mình có thể biết nha. Còn bây giờ, nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ cho kênh tụi mình tiếp tục phát triển. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Peace.